Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết dự báo giá heo hơi ngày 29 tháng 1 năm 2022. Người chăn nuôi phấn khởi vì giá heo vẫn trên đà tăng vào ngày cận Tết. Theo ghi nhận giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 54.000 đến 59.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Cụ thể, tại Hà Nội giá heo hơi được thu mua với mức cao nhất cả nước 59.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định giá heo hơi ở mức 58.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình giá heo hơi ở mức 57.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 57.000 đến 59.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị, Bình Thuận giá heo hơi đồng loạt tăng 2.000 đồng trên kg lên mức 57.000 đồng trên kg và 58.000 đồng trên kg. Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắc, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lâm Đồng giá heo hơi được thu mua với mức 57.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận giá heo hởi mức 56.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 56.000 đến 58.000 đồng trên kg. Anh Bùi Văn Huỳnh, chủ một trang ở xã Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, có quy mô đàn heo khoảng 1.500 con năm. Riêng lứa heo bán vào dịp Tết này sắp xỉ 300 con. Với giá heo tăng trở lại, giúp tôi có thêm khoản lãi khá lớn để tái đầu tư chuồng trại. Nhờ chăn nuôi khép kín, chủ động con giống, thức ăn chăn nuôi nên ngay cả khi giá heo giảm sâu, chúng tôi cũng không thua lỗ, anh Huỳnh nói. Không chỉ chăn nuôi trang trại lãi đậm mà quy mô nông hộ cũng bắt đầu có lãi, nông dân phấn khởi vì giá heo vẫn trên đà tăng. Ông Lê Doãn Sô, nông hộ ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An, cho biết tôi vừa bán lứa heo 15 con với giá 54.000 đồng trên kg. Với mức giá này, người dân mới có lãi. Còn 100 con nữa sẽ bán giải từ giờ đến rằm tháng riêng. Hy vọng cuối năm nhu cầu thực phẩm tăng, giá heo sẽ tăng thêm nữa để người nuôi có thêm đồng lãi trang trải chi tiêu. Tại Con Cuông, nhiều hộ dân đang om hàng đến sát Tết với kỳ vọng bán được giá cao. Ông Lô Văn V hộ chăn nuôi ở xã Mậu Đức cho biết, hiện heo đã đạt trọng lượng 85 đến 90 kg trên con. Mấy ngày qua thương lái đã vào hỏi mua nhưng tôi chưa vội bán, chờ đến áp Tết giá nhích thêm thì sẽ xuất chuồng. Giá heo hơi tại miền Nam, tương tự tại miền Trung. Tây Nguyên, giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục tăng so với hôm qua. Cụ thể, tại Trà Vinh, Bạc Liêu giá heo báo tăng 2.000 đồng trên kg lên 56.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg lên mức 57.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng, Vũng Tàu giá heo hơi được thu mua với mức 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Tiền Giang giá heo hơi ở mức thấp nhất toàn miền 54.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Thịt heo dục dịch tăng giá trước thềm Tết Nguyên đán 2022. Còn khoảng gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Mặc dù nguồn cung không thiếu nhưng do nhu cầu tiêu dùng càng gần Tết càng tăng cao, Do đó, thị trường thực phẩm đang dục dịch tăng giá nhẹ và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giá heo hơi tăng trở lại do lượng heo hơi xuất bán tại nhiều nơi giảm so với trước và nhu cầu tiêu thụ heo hơi và thịt heo đang tăng. Đặc biệt, sắp đến Tết Nguyên đán 2022, nhiều doanh nghiệp và cơ sở chế biến thực phẩm tăng cường thu mua heo để chế biến các sản phẩm phục vụ thị trường Tết, nhất là làm lạp xưởng. Thương lái đang đặt hàng thu mua heo trong dân để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu thị trường được dự báo sẽ tăng cao trong những ngày tới. Theo ông Nguyễn Văn Tuất, chủ trang trại heo, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hiện tổng đàn heo của trang trại so với năm trước giảm 50%. Nếu như mọi năm, tổng đàn của chúng tôi là 600 con thì năm nay chỉ còn 200 đến 270 con. Số lượng và mật độ người chăn nuôi thấp hơn trước. Kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi. Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú Y, năm 2021, các loại dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng heo tai xanh. Chỉ có bệnh dịch tả heo châu Phi là chưa có vaccine, nên vẫn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ tại 33 tỉnh, thành phố do chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học. Hiện ngành nông nghiệp có đủ dự trữ vaccine chất lượng tốt, đảm bảo phòng chống dịch bệnh trước và sau Tết như CL mồm long móng, tai xanh. Tuy nhiên vào dịp trước và sau Tết nguyên đán, nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao. Đến thời điểm hiện nay, cả nước có trên 2.600 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố. Đây là điều kiện quan trọng vừa đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh, vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Trong dịch Tết Nguyên đán, ngành thú y sẽ tập trung kiểm soát giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông Long chia sẻ, năm 2022, bên cạnh việc thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vaccine để phòng bệnh dịch tả heo châu Phi trong nước, Cục Thú Y sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị về phòng. Chống dịch bệnh ngay trong quý 1 năm 2022, qua đó quán triệt triển khai các chương trình đề án của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tránh bị động. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, giá heo hơi ở địa phương đạt khoảng 57.000 đồng trên kg. Những ngày gần đây, thời điểm gần Tết, giá heo hơi đang được điều chỉnh tăng theo ngày, vì vậy các thương lái cũng tăng gom hàng hơn. Giá heo hơi tăng nhưng không thể đạt đến mức giá 80.000 đồng trên kg như năm ngoái. Và với mức giá trên thì người chăn nuôi theo quy mô công nghiệp mới chỉ hòa vốn, chứ chưa được lãi còn người chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn có thể lỗ. Trong bối cảnh hiện nay, người nông dân không thể tái đàn vì sẽ lỗ và nhiều hộ chăn nuôi phải giảm quy mô để tồn tại. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, phải hết quý 1 năm 2022 khi nguồn cung heo hơi giảm bớt thì lúc đó giá heo mới có thể tăng ở mức người chăn nuôi có lãi. Nếu dịch bệnh được kiểm soát thì lượng tiêu thụ mới có thể tăng mạnh trở lại. Điều này giúp ngành chăn nuôi bền vững hơn, đại diện Bộ Công Thương cho biết. Ông Nguyễn Đức Lợi, giám đốc bán hàng của Miết Daily, tập đoàn Masan, cho biết Đơn vị đã thu mua hàng trăm nghìn con heo, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm vào dịp Tết của người dân. Giá thịt heo tăng liên tục hàng ngày. Cùng với đà tăng của giá heo hơi, giá thịt tại các chợ dân sinh, siêu thị đang biến động từng ngày và được dự báo sẽ tăng mạnh những ngày giáp Tết. Năm 2022, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng. Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, giá các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chính có thể tăng trong năm 2022. Khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và chi phí logistics chưa thể hạ nhiệt, việc này sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam tính toán, nhu cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đạt 28 đến 30 triệu tấn năm trong 5 năm tới, trị giá 12 đến 13 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng trung bình 11 đến 12% trên năm. Trong đó, quá nửa sản lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, 14,5 đến 15 triệu tấn, dành cho ngành gia cầm Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nhập khẩu làm giá thức ăn chăn nuôi trong nước luôn ở mức cao. Trong khi đó, giá sản phẩm chăn nuôi từ đầu năm đến nay sụt giảm mạnh do nhà hàng, khu công nghiệp giảm tiêu thụ khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không có lãi, thậm chí thua lỗ. Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, giá các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chính sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022 khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và chi phí logistics chưa thể hạ nhiệt. Việc này sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Thái Lan đưa thịt lợn, thịt gà vào danh mục kiểm soát giá. Nội các Thái Lan đã chính thức đưa thịt lợn và thịt gà vào danh mục kiểm soát giá, đồng thời ban hành các biện pháp cứng rắn trong bối cảnh lạm phát phi mã. Phó phát ngôn viên chính phủ Rachada Zanadirek cho biết, việc đưa thịt lợn, thịt gà, hai nguồn chất đạm quan trọng đối với người tiêu dùng Thái Lan vào danh sách kiểm soát giá của nhà nước nhằm giảm bớt khó khăn của người dân do giá thực phẩm tăng cao. Danh mục kiểm soát giá chủ yếu bao gồm các mặt hàng thiết yếu sử dụng hàng ngày như lương thực, thực phẩm, nông sản phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn. Nội các Thái Lan đã chính thức đưa thịt lợn và thịt gà vào danh mục kiểm soát giá, đồng thời ban hành các biện pháp cứng rắn trong bối cảnh lạm phát phi mã. Phó phát ngôn viên chính phủ Rachada direct cho biết, việc đưa thịt lợn, thịt gà, hai nguồn chất đạm quan trọng đối với người tiêu dùng Thái Lan vào danh sách kiểm soát giá của nhà nước nhằm giảm bớt khó khăn của người dân do giá thực phẩm tăng cao. Danh mục kiểm soát giá chủ yếu bao gồm các mặt hàng thiết yếu sử dụng hàng ngày như lương thực, thực phẩm, nông sản, phân bón thuốc trừ sâu thức ăn chăn nuôi máy kéo máy hoạt lúa vật liệu xây dựng giấy xăng dầu thuốc chữa bệnh theo đó hàng loạt các loại lương thực thực phẩm được liệt kê bao gồm tỏi thóc gạo ngô trứng sắn bột mì sữa bột sữa tươi đường dầu thực vật động vật và thịt lợn trong khi các dịch vụ được liệt kê bao gồm giao hàng cho các doanh nghiệp trực tuyến các dịch vụ liên quan đến nông nghiệp dịch vụ y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ thanh toán tại các điểm cung cấp dịch vụ. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 29 tháng 1 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.